Tương tự trong video trước, các phụ âm sau đây cũng được tổ chức thành từng cặp vô thanh và hữu thanh của nhau. Cặp đầu tiên, ví dụ fast, vast, very, very, leave, leave. Cặp thứ hai, ví dụ think, there, thank, that, thirty, without. Cặp thứ ba, z, ví dụ zoo, zoo, rise, rise, lose, lose. Cặp cuối cùng, sh, 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 ví dụ mission, vision, show, Asia, pressure, pleasure. Và nếu như các anh chị thấy video này hữu ích, các anh chị vui lòng like và share để nhiều người cùng học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong video sau. Bye bye.